Cuối cùng á, thì dù là mình có đi đến một nơi nào khác mới, mình có làm một công việc gì khác mới, thì mình vẫn sẽ cố gắng duy trì cái kênh Chill With Dan này. Bởi vì mình cảm thấy là tình cảm của các bạn dành cho mình cũng như kênh Chill With Dan bé nhỏ này rất là đáng yêu và rất là lớn. Cho nên là mình vẫn sẽ tiếp tục ra clip đều đặn trên kênh Chill With Dan này, không có đi đâu hết á. Cho nên là các bạn vẫn có thể gặp mình trên YouTube như thế này. Tiếp theo nữa là mình mong là các bạn vẫn sẽ ủng hộ kênh Chill With Dan này. Và mình cảm thấy là rất là hạnh phúc bởi vì sau cái livestream vừa rồi trên Instagram mình, khi mà mình nói mình rời khỏi S-Channel, có rất là nhiều bạn vẫn luôn ủng hộ, động viên mình và sẽ bảo là sẽ luôn ủng hộ Đan Anh. Thì mình cảm thấy rất là cảm kích và biết ơn vì điều đó. Cho nên mình rất rất là cảm ơn các bạn nhiều về những cái tình cảm mà các bạn dành cho mình cũng như là những cái chiếc video clip trên kênh Chill With Dan này nhé. Còn bây giờ thì sẽ tua lại một tí về quá khứ. Và như các bạn đã biết đó, mình là một cô gái xuyên không à. Cho nên là Đan Anh sẽ ghép vào đây những cái video clip hôm chia tay S-Channel. Thật ra thì cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, nhưng mà tụi mình vẫn sẽ là bạn của nhau, mãi mãi là bạn của nhau, mãi mãi là những người anh, người chị, người em rất là tốt bụng. Đây là không được còn cơ hội làm việc với nhau nữa, nhưng mà mình mong là những cái tình cảm tốt đẹp này vẫn sẽ đi với nhau về lâu về dài là sao nữa. Đó là một cái món quà mà mình nghĩ là S-Channel đã cho mình rất là lớn, và mình cảm ơn những cái khoảng thời gian mà mình và S-Channel đã gắn bó cùng với nhau. Thôi nói chung là ở S-Channel có rất là nhiều kỷ niệm. Thằng Cụi, con Giang, con Chi, chị Thư, con Duy Anh, mọi người đã để lại cho mình những cái ấn tượng và những cái tình cảm rất là đẹp, và mình rất là quý trọng những cái tình cảm này. Sau đây thì mình mong là các bạn sẽ enjoy một vài clip chia tay mà mình đã cố gắng ghi lại. Thật ra thì những cái lúc chia tay á, các bạn biết á, không có ai muốn ghi lại những cái khoảnh khắc đó hết. Mà những cái lúc đấy thì tình cảm rồi chia tay xúc mướt các thứ á, khi mà để quay clip lại thực sự đối với mình rất là khó khăn luôn. Nhưng mà mình nghĩ đó là những cái kỷ niệm rất là đẹp, cho mình đã cố gắng cầm máy lên quay. Mong là các bạn sẽ enjoy video clip này và tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube Chill With Dan nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Hey, mọi người, mình đang chill with Dan hả mọi người? Không, kiểu gì mình nghĩ là chill with Dan. Kiểu mình để đá khói ở dưới chứ. Chill with. Ngồi sai mày, thượng đẳng. Quần hơi chật. Chill with Dan mọi người. Thôi mấy quần này có mặt rộng rồi. Mọi người chill with Dan mọi người. Khói chịu anh ngọt. Ngọt kia ăn bị gấu. Clip này sẽ được đăng lên 1 tháng sau và mình có thêm clip xuyên không chill with Dan được. Chưa làm clip với em luôn. Ai kêu mày không cho lo làm clip chung. Tuần sau nha. Thứ hai nha, bút lịch. Thứ hai 2 giờ Duy Anh, 3 giờ Quỳnh Chi. 4 giờ Minh Hư cội lên rồi. 5 giờ Châu Giang. Bút fan lần cuối. Thôi qua đó, qua chỗ mới, tất cả những kinh nghiệm, chữ thuê, chữ mướn, đánh đá chua ngoa, học được hết rồi đúng không? Không để ai bắt nạt mình hết. Nếu bắt nạt, nhắn tin riêng, bóc phốt cho. Đây là những lời dặn dò của Châu Giang trước khi Đan Anh về nhà chồng. Không có gì hết. Cái này. Cái gì đó? Cái gì đó? Ngoài chia xa. Đâu nổi rồi, coi không. Không biết tưởng mày nói không chứ tao đeo mắt kính. Đúng rồi, tại vì mày tao biết mày thích nên tao cũng không nghĩ được là cái gì hết. Tao biết là mặc dù mày có rất nhiều rồi. Ủa sao mày đặt nhanh quá nhở? Đang anh luôn nè. Đây là quà của Chi tặng để đọc. Đọc nha, học nha Chi. Còn mấy cái này sớm chết được. Đang ăn quay tim mới, giữ sức khỏe và mạnh mẽ nha. Đừng quên chia Sally, qua đó giữ mình. Chỉ có tụi tao thương mày nhất thôi nhớ nha. Mày yêu Đan. Giữ mình. Quê hôn, quê hôn. Trời ơi, cái gì là cũng phải cẩn thận mọi người hiểu không? Thân gái đứa qua đó còn mình. Bên này là còn có người kia dùng bóng mồm bảo vệ. Đây là quà của Châu Giang tặng mình nè. Đây là Chi Sally.
cái quần này giá nhiêu? 320. Sẽ đây là quà của cội. Quà chia tay đang anh đến một nơi không phải là vì có bầu, không phải là đi lấy chồng nha. Nơi nào thì các bạn hãy theo dõi tiếp theo kênh của Chiêu với Đăng nhé. Ta lười không có viết thư á, tại vì thôi nè, có đỡ thư cũng chị bỏ vô đi. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns.